Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đến với lại kênh Bắc Hà TV và đến với lại cái video tiếp theo. Mọi người ơi, đây này, hôm nay hiện tại là em vẫn đang đi làm. Nhưng mà tranh thủ trống tiết này em đi quay một cái video về sâu hàng một đàn chó mọi người ạ. Đàn chó đấy thì nó được gần 2 tháng rồi, được hình như là được 46 ngày rồi thì phải. Thấy chủ nó bảo thế, thì tí nữa em sẽ xuống em quay mọi người nhá. Đàn này thì con mẹ nó đẹp lắm, lông đẹp, mỗi tội là nó là tứ mục thôi. Nên là con cái nó cũng tứ mục theo hết. Đàn thì đẻ 7 con thì được 5 con sù, 2 con không sù. Thì mình tí nữa em sẽ dẫn mọi người xuống để cho mọi người ngắm thì chó bản nó như nào nhá. Nói chung là hàng rẻ tiền đúng không ạ? Đấy, mỗi con nó chỉ triệu 8 2 triệu thôi. Nhưng mà nó vẫn chuẩn dòng Bắc Hà mọi người ạ. Đấy, mọi người xem video đăng ký kênh này, chia sẻ video ủng hộ em nhé. Bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi ngay trong này, này đấy, đây nhà dân đây này, đấy, ngay trong này thôi. Mấy bạn này mầm non đang được nghỉ dịch nên là các bạn ở nhà này. Chặt thấy giá chưa? Hả? Chạy rồi. Trên bản các học sinh nhiều nhát lắm mọi người. Không được mình dạn như ở dưới thành phố đâu. Đấy, trên này có cái nhà đẹp thế nhỉ? Gà này, ấy chà, có cái nhà đẹp thật này, ấy cũng không thua kém villa biệt thự nhà các bác là mấy đâu, này, đấy, nhà rộng thênh thang luôn, úi giời, này, đấy, này, là trắng trẻo chưa, ấy, hơi bị đẹp gái đấy. Đàn này con mẹ nó đẻ đông quá, đẻ nhiều quá, đẻ 7 sao ấy. Đây, mẹ nó đây này. Mẹ nó thì lông xù đẹp lắm này. Này. Mẹ nó tứ mục. Tứ mục tứ mục. Mẹ nó thì suốt ngày lên lên trường đấy, nhìn thấy thường cái đuôi nó vẫy. Nào, lên đây nào. Này, nhìn cái bụng sữa này, này nuôi con nó tốt này. Đấy. Nào ra đây, dậy đi. Em người dậy nhỉ. Lồng. Chóp bào. Con chó Bắc Hà này, cái chóp xương cao lắm. Sờ nó thành nhô hẳn một cục. Đấy, như một cái lưỡi cày, mu lưỡi cày lên. Một cái đẹp lắm, đứng dậy. Ê. Đấy, nhìn ti này. Đấy, sắp xa lơ rồi nhá. Con này một năm để 2 lứa. Đây này. Đây, hình như có hiện tượng xa lơ rồi này. Mà mặc dù đang nuôi con lẻ thật đấy. Đây con này. Ôi giời, con toàn giống mẹ thôi. Lông thì xù. Còn hai con nữa đâu không biết. Đấy, à, kêu vào trong kìa. Bạn nào cũng thế, cũng có một tí trắng đuôi. Còn đâu là tứ mục hết. Được cái lông lá tốt này. Nhìn thấy. Nhìn thấy thưởng là chỉ có mút, mút kem. Úi giời, hai bạn kẹt ở trong kia rồi. Rồi chui vào giờ không chui ra rồi này, xèng ơi. À, chui trong này, hai con vàng ấy. Chui kẹt bố ở trong đấy rồi. Còn bạn này thì bạn đeo khăn quàng này. Bạn cái chân rồi. Làm sao đấy? Em coi xe. Ui giời. Thương thế. Bó được mà. Cái chứ thì tí sờ xem là nó bị sao.
còn tới mục hết rồi. Bó thuốc ấy, hỏi xem là có bó thuốc được mà. Được 3 con, được 3 con sù. Mà con này nó không có đực đẹp, đâm ra là phối linh tinh quá. Nó phải có đực đẹp cơ. Thì đúng rồi, con này có đực đẹp thì... Ừ, thì nó đẻ con đẹp lắm. Như con lần trước ấy nhờ, đẹp. Không biết là lần này nó phối với con đực nào không biết mà. Con lông côm này. À thế, những giỏ nó không chuẩn. Đực kém quá. Nhìn con này sữa tốt chứ nhỉ, nuôi 5 con mà nhìn con mập mạp. 7 con. Bở, hả? 7 con. 7 con á? 2 con rồi. Ai bắt? Chảnh. Chảnh á? Ừ. Hai con như nào? Một con đen đen hẳn như bé bé. À. Với một con sù. À đấy. Sù giống mẹ nó. Ừ. Đẻ 7 con ác nhỉ. Sù ác. Khổ thân quá nhỉ, cái bạn này gãy chân này mọi người. Nhà ngay mặt đường ấy, nên là xe cộ đi lại nhiều. Đâu, em bị đau chân nào? Chân bên này à? Chân này Huyền để kép hai chân sau mọi người ạ. Huyền để kép hai chân sau. Đau chân này à? Đúng rồi, ưu chuông nó. Ừ. Bó cho nó, khả năng nó bị gãy tận trên này mọi người này. Đây này, nó còn bị tổn thương cả vào đây này. Đấy, đây này, tím tím. Chuông đau em đau lắm đấy này, em đau lắm rồi này, gần đây kép vào chân sau lông bọn này thì xù ác này. Này mới được hơn tháng này. À, xem bọn này nào, vừa tứ mục vừa tứ túc này. Những con chó như này thì nó rẻ lắm mọi người, được cái lông xù tốt đẹp. Mẹ ghen gì, trêu con mày ghen gì. Được tổng 5 con sủ này, bán mấy 2 con rồi. Bé tí rồi đã bán này. Biết ăn cơm rồi đấy nhỉ? Ăn rồi. Này phải đủ 2 tháng. Con đẹp, được con Huyền để kép này, đẹp thì này, gãy bố chân. Con bạn nào thì cũng đốm cuối đuôi mọi người. Ôi giời, chó bản đấy. Con mẹ này phát chắc phải được 18 cân nhỉ. Nuôi... Lúc mà nó béo 19 cân dưới đấy. Ừ. Con mẹ này nó sữa tốt mà lông đẹp thật. Còn này mà tuyển màu thì thôi chấm hết. Nhà Sèng này có tay nuôi chó ấy nhá nhờ. Ngày xưa nuôi con kia đẻ con đẹp nhờ. Con mẹ vàng vàng sữa ấy nhờ. Đây, cứ đi ra đường nay thì gặp xe nó trả lệnh nhờ. Đi vậy. Ôi trời, đi. Này, cứ lang thang ra đường nay đi. Trời thời tiết đây mọi người này vẫn mù tịt mù tít này. Đấy, mọi người thấy nhá. Thương em này quá nhỉ. Hỏi xem là bó thuốc cho nó, chắc khả năng nó bị gãy cái xương ấy đấy, xương đùi. Liệt hẳn chân luôn này. Không sao. Thích thơm tao à. Vậy nhá mọi người nhá, thì mọi người xem video thì nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ em nhé. Bây giờ là em xin phép được kết thúc video ở đây. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Đây này, mọi người để ý hoa mận tà phan này giờ ra hoa hết rồi. Giờ bắt đầu lên mầm rồi mọi người. Trời bắt đầu lại lướt phớt mưa, lại chuẩn bị lạnh tiếp rồi. Vậy nhé mọi người nhé, em chào tất cả mọi người.